xin chào các bạn đã quay lại với channel của Tuyên Dục, tiếp tục với chuỗi series tìm hiểu thông tin các trường đại học cao đẳng trong cả nước. Ở số thứ 25 này, chúng ta cùng đồng hành đến vùng đồng bằng sông Cửu Long để tìm hiểu thông tin các trường đại học cao đẳng tại tỉnh Vĩnh Long nhé. Now let's go. Theo thông tin tham khảo, trong năm 2021 tại tỉnh Vĩnh Long có 3 trường đại học và 1 phân hiệu cũng như 3 trường cao đẳng, gồm 1 trường đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, 2 trường đại học xây dựng miền Tây, 3 phân hiệu trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long, 4 trường đại học Cửu Long, 5 trường cao đẳng nghề Vĩnh Long, 6 trường cao đẳng nghề số 9, 7 trường cao đẳng Vĩnh Long. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu một số thông tin về ngành đào tạo cũng như học phí trong năm học 2021 của các trường nhé. 1. Trường đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long là trường đào tạo công lập như trường đào tạo ở các hệ cao đẳng, đại học, sau đại học, liên thông và bao bằng 2 cũng như liên kết quốc tế, địa chỉ số 73 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đào tạo ở 25 ngành, sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường. Học phí dự kiến năm học 2021-2022 nhà trường thu ở mức 9 triệu đến 10 triệu 400 nghìn đồng trên một năm tùy vào ngành mà các bạn theo học. Còn đối với chương trình đào tạo kỹ sư làm việc tại Nhật Bản cũng như chương trình đào tạo cao là 14 triệu 500 nghìn đồng trên một năm, bao gồm ngành ngôn ngữ Nhật và Hàn. 2. Trường đại học xây dựng miền Tây là trường đào tạo công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ cao đẳng, đại học, sau đại học, liên thông, văn bằng 2 và bồi dưỡng ngắn hạn. Địa chỉ số 20B Fort Cordill, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đào tạo ở 9 ngành, sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường. Học phí dự kiến năm học 2021-2022, nhà trường thu ở mức 8 triệu 400 nghìn đồng đến 10 triệu 200 nghìn đồng, tùy vào ngành mà các bạn theo học nhé. Ba phân hiệu trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long là trường đào tạo công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ đại học, liên thông, văn bằng 2, sau đại học và tại chức, địa chỉ 1B Nguyễn Trung Trực, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đào tạo ở 9 ngành, sau đây các ngành đào tạo của nhà trường. Học phí dự kiến năm học 2021-2022 nhà trường thu ở các mức như sau. Đối với chương trình đại trà là 22 triệu 500 nghìn đồng trên một năm, còn đối với chương trình chất lượng cao là 32 triệu đến 40 triệu đồng trên một năm. Bốn trường đại học Cửu Long là trường đào tạo ngoài công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ đại học, liên thông, văn bằng 2, sau đại học và tại chức, địa chỉ quốc lộ 1A, xã Phú Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đào tạo ở 26 ngành, sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường. Học phí dự kiến năm học 2021-2022, nhà trường thu ở mức 14 triệu đến 21 triệu đồng trên một năm. Năm trường cao đẳng nghề Vĩnh Long là trường đào tạo công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và liên thông, địa chỉ quốc lộ 1A, xã Phú Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đào tạo ở 7 ngành, sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường. Trường cao đẳng nghề số 9 là trường đào tạo công lập trực thuộc Bộ Quốc phòng, nhà trường đào tạo ở các hệ trung cấp, cao đẳng, liên thông và văn bằng 2, địa chỉ số 9 đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đào tạo ở 7 ngành, sau đây các ngành đào tạo của nhà trường. Trường cao đẳng Vĩnh Long là trường đào tạo công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ trung cấp, cao đẳng và văn bằng 2, địa chỉ số 112E Đinh Tiên Hoàng, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đào tạo ở 18 ngành, sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường.
Vừa rồi Tuyên Dục đã gửi đến cho các bạn thông tin các trường đại học cao đẳng tại tỉnh Vĩnh Long. Nếu các bạn còn thắc mắc hoặc góp ý thì đừng ngần ngại comment dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn like và share cũng như đăng ký kênh nha.